Đón đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè, nhiệt độ tại miền Bắc và các tỉnh trung bộ đã tăng cao, có nơi trên 38 độ. Riêng tại thủ đô Hà Nội có thể đạt ngưỡng 36 đến 37 độ. Và trạng thái này duy trì nhiều ngày với cao điểm nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày 1 tháng 4, vùng áp thấp nóng mở tây, phía tây mở rộng khiến nắng nóng xuất hiện trên khắp cả nước. Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay với mức nhiệt cao nhất lên đến 35 đến 37 độ C, tăng 2 đến 4 độ so với một ngày trước đó. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, một số nơi có thể ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ, thời điểm nắng nóng nhất trong ngày từ 11 giờ cho đến 16 giờ cùng ngày. Cao điểm nắng nóng trong hôm nay sẽ rơi vào khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Dù mới đầu hè, các địa phương này có thể xuất hiện mức nhiệt cao phổ biến từ 36 đến 39 độ. Độ ẩm xuống mức rất thấp 35 đến 55%, khiến cảm giác nóng bức gia tăng. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày 5 tháng 4. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ giảm nhiệt sau ngày 4 tháng 4. Cuối tuần, nền nhiệt khu vực vẫn ở ngưỡng cao trên 30 độ, đi kèm với mưa rào, rải rác và có nơi có rộng.